Tranh thủ thời tiết thuận lợi, từ sau Tết Nguyên đán cho đến nay, các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, hiện nhiều dự án, nhất là các dự án giao thông và các khu tái định cư đang gặp khó khăn bởi thiếu nguồn đất sản lập. Sau thời gian dài chậm tiến độ do vướng mặt bằng, hiện nay đơn vị thi công tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan gặp thêm khó khăn nữa khi thiếu nguồn đất để đắp nền đường. Điểm nghẽn mặt bằng các đoạn qua quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang hiện đã được tháo gỡ, nhưng đơn vị thi công không thể làm được bởi thiếu đến 200.000 mét khối đất. Cái nguồn vật liệu để đắp ở đây là rất hụt nhiều, nên là đề nghị các cấp chính quyền với các sở ban ngành để tạo điều kiện cho nhà thầu tháo gỡ để cho có nguồn vật liệu đưa về công trình cho đầu tiến độ. Chung tình cảnh thiếu đất san lấp, dự án khu tái định cư Hòa Khương phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây đến nay vẫn chỉ thi công cầm chừng như thế này. Dự án hiện cần hơn 100.000 mét khối đất, nhưng nguồn cung tại Đà Nẵng không có, nên đơn vị thi công phải vận chuyển đất từ Quảng Nam ra, khiến chi phí tăng lên. Chúng tôi cũng tìm rất nhiều đầu mối để cung cấp, nhưng mà cự ly vận chuyển đến nguồn về rất là xa, nên chi phí rất là cao. Mà thời điểm trừ là giá cả xăng dầu leo thang liên tục. Ngoài hai dự án trên, hiện nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố cũng gặp khó khi không có nguồn cung vật liệu để san lấp mặt bằng, triển khai dự án, nhất là các dự án giao thông trọng điểm. Nhu cầu vật liệu san lấp cho các công trình lớn, song các mỏ khai thác đất san lấp ở Đà Nẵng lại đếm trên đầu ngón tay. Toàn thành phố hiện chỉ còn hai mỏ còn giấy phép hoạt động, với trữ lượng chỉ gần 400.000 mét khối. Một số các cái công trình dự án thì có trong quá trình thi công công trình dự án thì nó có một cái lượng đất thừa nhất định, thì chúng tôi cũng sẽ điều tiết các cái nguồn đất này để phục vụ san lấp các cái dự án. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng cho phép các cái ban quản lý dự án của thành phố, nếu các cái ban này mà thi công các cái công trình mà cần một khối lượng lớn đất để mà thực hiện san lấp thì chúng tôi cũng kịp thời tham mưu để mà cấp phép trực tiếp cho các ban này, không thông qua các cái doanh nghiệp. Các cái mỏ mà đã đủ điều kiện thì chúng tôi cũng kịp thời là rút ngắn các cái thủ tục để mà tham mưu cấp phép trong cái thời gian sớm nhất theo quy định. Cũng tiếp tục là trình ủy ban thành phố phê duyệt để tiếp tục tổ chức đấu giá các cái mỏ mà đã được phê duyệt quy hoạch. Thực tế cho thấy nhu cầu vật liệu san lấp tại các dự án trên địa bàn thành phố lên đến hàng triệu mét khối, trong khi hiện nay đang vào cao điểm thi công, nên việc giải quyết khó khăn về nguồn cung là rất quan trọng để đảm bảo các dự án có thể thi công đúng tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.